Thấy chưa? Rách Mẹ không rách không bục, thấy không? không? Sợ mấy năm thì chẳng sao không sợ anh anh em hết cỡ luôn. ạ. Chú lên nào. Có quảng cáo nữa không? Này, pha nữa. Này, pha nữa này. Ui, con xoắn xoắn đấy đấy nhỉ? Mẹ này gỡ bao giờ. Chào toàn thể các anh em làm thợ đánh chim đêm nhé. Thời điểm này ngoài miền Bắc thì con rẽ đuôi xòe bắt đầu di cư về những cái tốp đầu rồi các bác. Hôm nay thì quay cho các bác xem là về cái bàn đánh rẽ. Ngoài rẽ đuôi xòe ra thì rẽ đàn bắt đầu là ra cái lớp rẽ lon, rẽ giữ ấy các bác. Đấy thì nó đi cùng nhau, đi cùng với rẽ đuôi xòe thì các bác tham khảo mô hình đánh. Đầu tiên thì về lưới đánh rẽ đây thì đây là cái cánh lưới 100 này. Đấy, nhiều anh em là chơi 100 mét để chạy song song bờ trục. Đối với dòng lưới này thì mắt của nó là mắt 8 phân, sợi lưới 15. Đối với dòng lưới này thì ưu điểm của nó thì anh em đánh được te vàng này, chân hương và các loại rẽ. Ví dụ như là rẽ đàn, rẽ đuôi xòe. Đấy, thì các bác nếu mà đánh bờ trục thì các bác có thể đánh trước mặt song song này. Còn ở bên cơ sở nhà em thì bán loa đài cũng như là bán lưới để phục vụ cho anh em thợ đánh đấy. Thì đối với cái dòng lưới này thì sợi 15 thì ưu điểm là bắt con chim rất là dễ. Và cái thứ hai nữa là đây là cái phôi lưới rất là tốt, lưới nó không bị chạy mặt này anh em này. Đấy, thì anh em đánh con te, con cà kheo vào thì khá là ok. Đấy, còn về bàn đánh thì anh em lưu ý là đây có một cái bàn trống để cho con chim nó đáp xuống thì ví dụ như là anh em triển khai như thế này là hợp lý đấy. Đấy, một cái bàn như thế này là ok. Đấy, bàn thì nó sẽ có sột sẹt nước. Đấy, cộng với những cây cỏ để cho con chim xuống là nhiều khi nó chúi. Như cái bàn lưới này đánh rất là gọn. Đấy, tổng thiệt hại trên cái bàn lưới này là rơi vào 300 mét, nhưng những cái thời điểm mà rẽ đầu nó đi nó lổ ấy thì đánh có buổi là hơn 100, 120, 130 đây anh em. Đấy, chỉ cần này lưới thôi. Còn lưới anh em cắm thì đây chạy khoang, ví dụ như khóa một bờ để chim vào này, cái bờ giữa đây. Bờ giữa đây thì anh em cứ đánh 6 mét một khoang cho em thì con chim nó vào thì nó sẽ hiệu quả. Đấy, một khoang nữa đây. Đó, và đây một khoang nữa này anh em này. Đấy, một khoang nữa. Đấy. Và đây một khoang nữa này anh em này. Đấy, tổng hai cánh giữa như thế này là 200 mét. Đấy, 50 mét chạy một. Đấy, đây 100 là 50 mét nữa thì tổng là 250, một cánh 100 đây thì tổng là 350 trên cái bàn này. Thì ví dụ anh em muốn đánh được nhiều hơn thì những cái vòng ngoài chỗ cái lều ngủ kia thì anh em có thể là chạy một tay ngang đấy để cho chim nó vọt qua đấy, khi anh em chim nó vào bãi ội thì ví dụ như cái cánh này là ok này. Đấy, lưới thì toàn bộ lưới nhà em làm hết. Đấy, hàng lưới chuẩn, diêm cước đúc, chiều cao 75 mắt, mở túi đủ khoang thịt để cho anh em đánh. Đấy, đối với cái lưới này thì test thử thôi này. Anh test thử thôi này. Đông nha. Nào, hết cỡ nhá. Ừ, hết cỡ. Đây, quay ra nhìn cho anh em đây, quay đứng ra cho anh em test này. Thấy chưa? Không rách, không bục, thấy không? Có rách không? Sợi mấy năm thì... Chẳng sao à? Không sợ anh em. Anh em hết cỡ luôn. Chú lên nào. Có quảng cáo nữa không? Ừ, pha nữa. Này, pha nữa này. Ui, có xoắn đấy nhỉ? Mẹ này gỡ bao giờ? Đây. Ui, xoắn rồi, xoắn rồi. Hỏng rồi. Ăn rồi. Đấy, gỡ chim kiểu như thế. Đấy, còn trong cái thời điểm này thì đấy con rẽ đuôi xòe bắt đầu nó về những cái loạt đầu. Và con rẽ đuôi xòe cũng là con chim đem lại kinh tế khá là cao cho anh em thợ đánh, bởi vì nó đi với cái số lượng rất là đông. Đấy, cũng như là con rẽ đàn tầm cái loạt xoay xoay, loạt giữa ra, loạt chim lon ấy, đánh dễ lắm anh ạ. Đấy, thì loa đài thì chỉ chơi loa check kèn thôi. Đấy, anh em đánh đuôi xòe thì kẹp thêm một con toa vào nữa là ok thôi. Đấy, thì ngày hôm nay quay cho các bác xem tham khảo bãi cũng như là cách cắm lưới song song để đánh những cái đàn rẽ di cư nhé. Bây giờ chào các bác ạ.